Hello, xin chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota. Và trước màn hình quý vị đây là một mẫu xe siêu lướt, địa chỉ mới 4.100 cây. Đó là Mazda CX-5 được sản xuất vào năm 2020. Đây là mẫu 2.0 Premium, là phiên bản cao cấp nhất trong 3 phân khúc Mazda CX-5 nha quý vị. Học sinh công bố giá bán niêm yết tại đại lý Toyota 895 triệu cho một sản phẩm Mazda CX-5, mẫu xe lướt, xe chính hãng. Có cam kết cho quý vị là xe này không đâm đụng, không tua km, không ngập nước và xe vẫn còn nguyên zin từ A đến Z nha quý vị. Thì trên cơ bản thì xe học đã đi một vòng xe này rồi, hầu như nước sơn zin còn 100% quý vị ạ. Còn về phần nội thất thì xe mà đi mới 4.100 cây số thì phải gọi là đẹp lung linh nha quý vị. Còn mẫu về chung, kiểu chung về còn mẫu xe CX-5 thì chúng ta rất là dễ nhận dạng. Mẫu xe CX-5 có một cái ngôn ngữ thiết kế chung từ trước đến nay, nó có là cái cặp mắt rắn đây vậy, cộng với lại cái phần ga lăng tản nhiệt to bản ở phía trước ha. Cái logo cũng rất là đơn giản, hình cánh chim. Mazda từ trước tới giờ chỉ có một logo này thôi nha quý vị. Còn đây là đèn mắt rắn, đèn công nghệ là pin led, công nghệ processor, nguồn sáng là led, điều chỉnh góc chiếu tự động, kể cả đèn gầm, đèn gầm cũng là đèn led. Đèn định vị ban ngày ở đây cũng là đèn led nha quý vị. Xe rất đẹp, có cảm biến gốc nè, có cảm biến gốc phía trước và cảm biến da chạm ở phía trước luôn. Ở phía trước thì là CX-5 sẽ có 4 cảm biến cho mẫu premium phiên bản 2.0 cao cấp nhất phân khúc Mazda. Thì về ngôn ngữ thiết kế á, ngôn ngữ thiết kế là Mazda CX-5 có cái đầu rất là dài nè, trong cái ngôn ngữ thiết kế mềm mại nhưng mà rất là khỏe khoắn, vài đường nét dập nổi thôi nhưng mà hầu như mọi chi tiết nó đều ăn khớp với nhau nha quý vị, không có rời rạc. Một ngôn ngữ thiết kế khá là đơn điệu nhưng nó toát lên một cái vẻ sang trọng của mẫu sản phẩm CX-5. Đó, đây là cái cụm đèn báo rẽ tích hợp trên gương nha quý vị. Đó, nẹp chân kính là zin theo xe nè. Xe này thì đã về đây cách đây khoảng 2-3 tuần gì rồi, thì hôm nay học đi ngang đang tìm chiếc xe Mazda 3 mà học đã quay cách đây 2 hôm trước, cũng đã bán cho khách hàng rồi. Thì giao cho mấy anh dịch vụ, riêng học là giao cho mấy anh dịch vụ bên kinh doanh, bên học không được quyền đụng vào xe và không được quyền nhích tới nhích lui, nên học không có đi quay nha quý vị, mong quý vị thông cảm bỏ qua cho học. Cái xe này thì trên clip tổng thì học cũng đã hay nói, nhưng mà do Tết đó, ưu tiên cho khách hàng mà đến đây làm sử dụng dịch vụ nên chiếc xe này nó hơi lâu. Nếu như những chiếc VV nào mà cọc chiếc xe này rồi thì bên em sẽ đưa tiến hành làm maruguri, dọn đánh bóng lại. Còn tình trạng xe thì hiện tại quý vị có thể đến đại lý Toyota Tân Cảng xem xe luôn. Mặc dù chưa đánh bóng nhưng mà xe này quý vị nhìn thấy không, 2020 thì cái nước sơn nó còn quá mới, tuy nhiên xe này chưa có một vết chày nào cả đó. Thì bên học chỉ tiến hành đánh bóng thôi, không có sơn dậm giá gì hết nha quý vị. Ở phanh đĩa sau xe thì ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân bố lực phanh, kiểm soát lực kéo xe này thì maximum đó. Đây giờ tầng 48 năm 2019, vỏ zin theo xe, mới đi 4.000 chắc chắn là phải còn zin theo xe nha quý vị, còn 4 vỏ zin theo xe. Hệ thống treo phía sau á là hệ thống treo độc lập. Đây là hệ thống treo độc lập nha quý vị. Nó sẽ khác đi cái sản phẩm Fortuner hoặc là Innova ở bên những sản phẩm bên Toyota. Toyota thì nó dùng sử dụng bọc cầu, nó sử dụng cầu sao nên là nó là hệ thống treo phụ thuộc. Phụ thuộc thì hai bánh nó hầu như là như nhau, khi mà lên nó sẽ có cái độ ảnh hưởng qua. Thì còn điểm mạnh của hệ thống treo phụ thuộc thì nó chịu tải tốt hơn. Nó còn độc lập thì nó đi im hơn nhưng mà nó chịu tải nó không bằng cái hệ thống treo phụ thuộc nha vậy. Nhưng mà những chiếc xe đắt tiền thường là những chiếc xe hệ thống treo độc lập. Cái này là học chia sẻ riêng luôn. Cơ bản về những cái sản phẩm mà ví dụ như Mercedes hay là BMW, những dòng xe cao á, nó vẫn sử dụng cầu sao nhưng mà nó sử dụng hệ thống treo độc lập, vì nó sử dụng lắp khớp gấp ra răng nên cái hai cái bánh hai bên á, nó sẽ sử dụng hai lò xo riêng biệt, nó không có xài thanh sắn nha vậy, hoặc là bột đít cầu. Còn xe này ở phía sau phải gọi là nó còn cái mùi mới luôn nha vậy, nó còn cái mùi mới luôn. Thì chúng ta muốn để đồ gì ở trên đây cho phía sau thì chúng ta kéo cái này ra, rất là phù hợp móc ở trên đây. Còn xe thì là cấp điện zin theo xe, bản premium này là zin theo xe nhá vậy. Cái cấp sau rất là rộng.
Mazda CX-5, cái cụm đèn sau nó cũng rất là đặc trưng nè. Cụm đèn sau thấy vậy, nó cũng giống như một cái con mắt gì đó ha. Ở đây thì khi mà chúng ta nổ máy lên thì ở đây nó sẽ có một cái viền tròn. Ở đây nó giống như thanh kim loại nung chảy đó. Còn cái logo Mazda thì nó được nhô ra phía sau hơn. Đây đã học đuôi ra để cho quý vị xem tổng thể về chiếc xe CX-5 rất là to ha. Rồi còn phần phía sau thì sử dụng body ống xả kép. Đó. Có đèn phản quang phía dưới. Gạt mưa sau. Mọi chi tiết thì biết được cái gì học sẽ nói cái đó thôi. Còn về đánh giá chất lượng thì học xin phép lướt luôn. Về keo chỉ sùng học xin phép lướt để đỡ mất thời gian của quý vị ha. Tại xe này 2020 bên học bao cam kết cho quý vị là không cắn đụng, nguyên zin. Đó, xe chính hãng là những chiếc xe phải gọi là được tiễn về nhá quý vị. Đây để học đọc cái thông số lớp cho quý vị luôn. Thông số lớp là 225 55 R19, cái mâm rất là to ha. Cái mâm này là mâm sơn tĩnh điện nè. Nó không có giống như màu bạc, nó hơi ngà ngà bạc, nó giống ngà ngà si á. Sơn tĩnh điện nó rất là cứng. Đó. Đó, cái phụ còn dấu nha quý vị. Khi mà bên học Maruguri lại thì nó còn phải gọi là đen lại. Và mọi chi tiết nếu mà những con ốc mà si 7 màu thì nó hiện lên lại ha. Rồi. Phần nội thất luôn, hơi hẹp, hơi thiếu ánh sáng, nhưng mong quý vị thông cảm nha. Riêng học thì làm rất là nguyên tắc. Khi mà bên dịch vụ giao cho dịch vụ rồi là học không có di chuyển xe qua dùng ánh sáng. Ghế thì ghế da, chỉ đây là chỉ màu đồng nè, rất là sang. Đó, dòng xe sang mà. Ghế da đục lỗ chỉ màu đồng ha. CX-5. Đây. Đây là cốc để ly. Chúng ta có một cái cốc để điện thoại đồ dùng nữa đây ha. Ở đây bằng nhung để chống chảy xước những cái dụng cụ dùng của mình. Đây nữa. Rồi chúng ta cùng tiến qua khoang nội thất phía trước ha. Đóng cửa rất là chắc. Xe này đậu đây mấy ngày bụi quá nhiều rồi. Quý vị. Đóng cửa ha. Rất là chắc. Tại vì cái khoảng cách nó nhỏ quá nên học phải dùng sức đóng mạnh vào thì nghe được cái tiếng hít của cửa. Rồi đây là học hay nói đây, cái ngôn ngữ thiết kế của Mazda thì nó sẽ thiên về phần sang trọng hơn, nhu, sang trọng, đẳng cấp. Về ba lăng này quý vị thấy nhô nhô lên không? Nếu mà quý vị nào đi những sản phẩm mà của BM thì nhìn cái này rất là quen ha, rất là quen. Đó, cái cục tròn này đưa lên. Rồi bắt đầu những cái thế hệ mà xe cao cấp sau này thì nó sẽ đưa cái màn hình lên đây luôn. Ở đây nó chỉ làm thông gió rất là đơn giản. Nhưng màn hình này là giải trí. Nhưng mà khi quý vị lăn bánh thì nó sẽ không cho hoạt động cái này vì tính năng an toàn đó quý vị. Rất chú trọng về an toàn ha. Cụm ngựa này. Hệ thống lạnh thì là hai vùng độc lập. Hai vùng độc lập. Tức nghĩa là hai bên chúng ta chỉnh nhiệt độ lạnh ở cửa vỏ thứ nhất nè. Chứ bên học. Rồi, cụm vô lăng đây quý vị. Xin lỗi, cụm cần số đây. Xe thì cũng có chế độ sport. Phanh tay điện tử nè. Đó. Cái đây là cái nấm dặn điều chỉnh nè quý vị. Đó, khi mà mình lách xuống là mình chọn nè. Chơi nhạc, home, back, đó, volume, phanh tay. Nói chung mọi thứ rất là tiện dụng. Đó, không có để chúng ta vươn cái tầm tay lên xa. Ví dụ như quý vị đi thì để tựa cái tay lên đây thì chúng ta sử dụng ở đây rất là thoải mái. Thao tác chúng ta rất là thoải mái ha, rất là chăm chút. Còn gương thì chắc chắn là chiếc xe sang mà nên gập điện, chỉnh điện đủ thứ ha. Còn kính thì là kể cả bốn kính chống chạm, một chạm chống kẹt ô tô. Xe thì có sunroof rồi, sunroof và cửa sổ trời quý vị. Cửa sổ trời. Xe này thì đã được chủ trước lắp cho mình cái camera hành trình. Khi mà mình học bán cho khách hàng thì không tính những cái phụ kiện đó ha, giữ nguyên cho quý vị. Còn đây là da nè, da xịn nữa bị ấn vào ha. Ở đây cũng là da xịn ha, ghế thì là da xịn. Ok,
Dạ vâng. Thì học xin phép quý vị nhắc lại sản phẩm này thêm một lần nữa ha, 895 triệu một sản phẩm Mazda CX-5 xe lướt, đi mới 4.100 km, xe được chào bán với giá là 895 triệu tại đại lý Toyota Tân Cảng, có cam kết cho quý vị xe không đâm đụng ngập nước, máy móc phải còn nguyên zin, xe này còn bảo hành 3 năm là 2023 toàn quốc nha quý vị, ở toàn quốc bảo hành toàn quốc ở tất cả đại lý Mazda chính hãng. Vâng, và học một lần nữa xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại.